Tịch Ủy Ban Nhân tỉnh Nguyễn Văn Phương đi khảo sát các vị trí tìm kiếm mới và lên phương án khẩn trương tìm kiếm các nạn nhân còn mất tích tại thủy điện Rào Trăng Ba. Trên thực tế, người từ các địa phương phía Nam về Huế tăng cao đột biến, đòi hỏi các lực lượng chức năng phải kiểm soát chặt chẽ để không bỏ lọt các trường hợp nhiễm COVID-19 vào địa bàn tỉnh. Đoàn tình nguyện viên y bác sĩ Bệnh viện Trung ương Huế nỗ lực làm việc hết mình để cứu bệnh nhân mắc COVID-19 nặng tại Đồng Tháp. Kính chào quý vị khán giả của Huế Ngày Mới. Vừa rồi là phần điểm những thông tin chính sẽ có trong chương trình Huế Ngày Mới sáng nay, Chủ nhật ngày 25 tháng 7. Bây giờ là thông tin chi tiết của chương trình. Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục chương trình kỳ họp, hôm qua Quốc hội nghe Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng trình bày tờ trình về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội trình bày báo cáo thẩm tra về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và thảo luận tại tổ về nội dung này. Ông Lê Trường Lưu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thừa Thiên Huế đã tham gia góp ý về kế hoạch đầu tư công trung hạn. Trình bày tờ trình về tình hình kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 và dự kiến giai đoạn 2021-2025, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, dự kiến kế hoạch trong giai đoạn 2021-2025 cần đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, đồng bộ, hiện đại, tập trung cho các lĩnh vực ưu tiên, vùng động lực, vùng khó khăn, khu vực do ảnh hưởng lớn bởi dịch bệnh, thiên tai, kiên quyết khắc phục tình trạng đầu tư manh mún, dàn trải, xóa bỏ cơ chế xin cho, tham nhũng, lợi ích nhóm. Bộ trưởng cho biết sẽ huy động, ra soát, hoàn thiện các cơ chế chính sách, quy định pháp luật về đầu tư công và các luật pháp có liên quan. Tập trung ra soát, cương quyết loại bỏ những dự án chưa thực sự cần thiết, cấp bách, kém hiệu quả, ưu tiên nguồn vốn cho các dự án công trình trọng điểm, đảm bảo công bằng, công khai, minh bạch, phòng chống tham nhũng, lợi ích nhóm. Báo cáo thẩm tra, Ủy ban Tài chính Ngân sách Quốc hội cho biết, về tổng thể, vốn đầu tư công dự kiến tăng 1,43 lần so với số kế hoạch giai đoạn 2016-2020 là tích cực. Tuy nhiên, đề nghị Chính phủ tiếp tục ra soát thận trọng nguồn thu để đảm bảo tính khả thi của kế hoạch, giữ vững an toàn nợ công. Việc xác định dự toán chi đầu tư hàng năm phải dựa trên cơ sở thu ngân sách nhà nước thực tế từ thực lực của nền kinh tế, vay đầu tư trong khả năng trả nợ, không tạo lực trả nợ quá lớn cho giai đoạn sau. Một số ý kiến đề nghị dự tổng mức vốn đầu tư công là 2.750.000 tỷ đồng như đã trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa 14. Cùng trong buổi sáng 24 tháng 7, Quốc hội cũng thảo luận tại tổ về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025. Tham gia thảo luận về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thừa Thiên Huế Lê Trường Lưu nhận mạnh: những cái khó khăn mà trong công tác triển khai dự án đầu tư công, cái vướng nhất là thủ tục. Ngay từ quy trình ban đầu khi lựa chọn dự án, rồi công tác chuẩn bị đầu tư ban đầu. Và khi được chuẩn bị được dự án đầu tư ban đầu rồi thì liên quan đến cái công tác giải phóng mặt bằng, công tác đấu thầu. Nên là trước đây thì chúng tôi cũng đã kiến nghị Chính phủ là có thể xem xét một số dự án tách riêng cái phần giải phóng mặt bằng ra không? Thì có thể tách cái gói giải phóng mặt bằng ra thành một gói riêng và chủ động để làm. Và đến khi mà đầu thầu xây dựng cơ bản thì bảo đảm thi công nhanh. Góp ý vào báo cáo thẩm tra của Ủy ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội về công tác thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2020, đại biểu Nguyễn Thanh Hải, thành viên đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh cho rằng, việc chuyển giao trụ sở làm việc vô dư cho địa phương cần có thủ tục linh hoạt, nhanh hơn và phải xem tài sản nhà nước như tài sản của chính mình thì mới bảo đảm hiệu quả tiết kiệm và tránh lãng phí. Thừa vô dư thì tài sản này mà là tài sản nhà nước mà mình có bán thì mình cũng chuyển vào nhà nước, mà mình chuyển cho chính quyền địa phương thì cũng là tài sản nhà nước. Đôi khi chúng ta muốn chuyển thì tài sản dối dư là trụ sở làm việc thì mình muốn chuyển nhưng phải quá nhiều cái thủ tục rất là lòng vòng, phải xin ý kiến cấp trên, rồi từ cấp trên là phải xin ý kiến Bộ Tài chính để đồng ý rồi lúc đó mới chuyển. Như vậy mà cái tài sản mà để cái thủ tục mà lòng vòng như vậy thì tài sản nó để cái gì? Hai nữa là để càng lâu thì giá trị tài sản nó càng xuống, thì chúng ta phải xem tài sản đó là tài sản như thế nào. Tôi cứ nghĩ tài sản đó cứ nghĩ như là tài sản của mình,
của cá nhân mình thì lúc đó mình mới tiết kiệm được. Các thành viên của đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh cũng đã tham gia thảo luận góp ý vào các nội dung liên quan về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2019. Chuyển sang những tin tức quan trọng diễn ra trên địa bàn, cuộc tìm kiếm nạn nhân mất tích tại thủy điện Rào Trăng Ba đã bước sang giai đoạn 7. Vào sáng qua, đoàn công tác do Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phương làm trưởng đoàn đã đi khảo sát các vị trí tìm kiếm mới và lên phương án khẩn trương tìm kiếm nạn nhân còn mất tích. Cùng đi với đoàn có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hoàng Hải Minh. Tại buổi kiểm tra, đoàn công tác đã nghe các lực lượng báo cáo về một số kết quả công tác tìm kiếm trong thời gian qua và phương án tìm kiếm tại giai đoạn 7. Theo đó, trong giai đoạn 7, các lực lượng sẽ tập trung tìm kiếm các khu vực dọc lòng sông Rào Trăng và ngay dưới chân hiện trường sạt lở. Đây là vị trí sau khi xây đập ngăn nước ở thượng nguồn thì các bãi đất nhô lên. Dự kiến thời gian tìm kiếm trong giai đoạn 7 là từ 7 đến 10 ngày. Qua ngày báo cáo, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phương đánh giá cao những nỗ lực của các lực lượng cứu hộ cứu nạn trong thời gian vừa qua. Mặc dù quá trình tìm kiếm gặp rất nhiều khó khăn, vất vả và nguy hiểm, song với sự cố gắng, đánh giá đúng tình hình và xây dựng các phương án một cách chặt chẽ, khoa học, công tác tìm kiếm đã được triển khai một cách khẩn trương, đúng theo kế hoạch đã đề ra và đảm bảo tuyệt đối an toàn trong quá trình tìm kiếm. Đối với các vị trí tìm kiếm tại giai đoạn 7, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị các lực lượng cứu hộ cứu nạn, nếu thời tiết thuận lợi thì cần tập trung đẩy nhanh công tác tìm kiếm. Chủ tịch cùng đoàn công tác cũng đã khảo sát một số địa điểm chưa tìm kiếm nằm trên dòng sông Rào Trăng, cách hiện trường sạt lở 1 km. Sau khi khảo sát, đã quyết định triển khai cho các lực lượng tiến hành tìm kiếm tại một số điểm tại vị trí này. Cùng trong sáng nay, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã có buổi gặp mặt làm việc với một số gia đình của các nạn nhân. Tại buổi gặp mặt, đại diện các gia đình cũng đã gửi lời cảm ơn sâu sắc đến cấp ủy chính quyền địa phương và các lực lượng đã nỗ lực hết mình để tìm kiếm con em của các gia đình, đồng thời bày tỏ một số tâm tư, nguyện vọng đối với lãnh đạo tỉnh. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phương gửi lời chia sẻ sâu sắc với những đau buồn của các gia đình và khẳng định lãnh đạo tỉnh cũng đang nỗ lực hết mình để tìm kiếm các công nhân đang còn mất tích. Hiện tại còn một số điểm còn nghi ngờ, tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo các lực lượng tiến hành triển khai lực lượng để tổ chức tìm kiếm trong những ngày tới. Nhân kỷ niệm 74 năm ngày Thương binh Liệt sĩ, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã có hoạt động thăm hỏi, động viên, tri ân các gia đình và bà mẹ Việt Nam anh hùng, thân nhân các gia đình liệt sĩ, gia đình chính sách tiêu biểu trên địa bàn tỉnh. Trực tiếp đến thăm năm gia đình liệt sĩ ở tỉnh Thừa Thiên Huế, ông Nguyễn Thanh Bình và ông Ngô Nam Cường đã ân cần thăm hỏi, động viên, gửi lời chia buồn sâu sắc đến các gia đình, người thân của các liệt sĩ. Đồng thời nhấn mạnh sự hy sinh của các liệt sĩ là biểu tượng cao đẹp của tinh thần dũng cảm, trách nhiệm của người quân nhân vì nước vì dân. Một cán bộ chiến sĩ hy sinh là tổn thất lớn không chỉ đối với mỗi gia đình các đồng chí mà còn đối với đồng chí, đồng đội, đơn vị. Cùng trong dịp này, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã đến thăm hỏi đồng viên tặng quà cho một số gia đình thương binh, liệt sĩ, gia đình có công vừa được tiêu biểu trên địa bàn tỉnh. Đến thăm mẹ Việt Nam anh hùng Đỗ Thị Thâu, mẹ Việt Nam anh hùng Tổng Thị Nhân ở thôn Lê Xã Đông, xã Phú Lương, bà Phan Thị Hiên là vợ liệt sĩ ở thôn Mỹ Khánh và bà Lê Thị Hòa là thương binh ở thôn Kế Rung, xã Phú Diên, huyện Phú Vang. Trưởng ban tổ chức tỉnh ủy Phan Xuân Toàn đã ân cần thăm hỏi động viên các mẹ, chúc các mẹ và gia đình luôn mạnh khỏe và phát huy tốt truyền thống cách mạng, luôn là tấm gương cho mọi người noi theo, động viên con cháu tham gia nhiệt tình các hoạt động tại địa phương. Tại đây, trưởng ban tổ chức tỉnh ủy cũng yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, tổ chức đoàn thể các địa phương tiếp tục quan tâm hỗ trợ động viên chăm lo đời sống cho người có công với cách mạng, với thương binh, gia đình liệt sĩ và gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn, đồng thời phát huy hơn nữa truyền thống uống nước nhớ nguồn để đương đáp nghĩa, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp, các ngành và toàn xã hội để làm tốt hơn nữa công tác chăm sóc thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và người có công với cách mạng. Tiếp tục chương trình là những tin tức đáng chú ý về công tác phòng chống dịch bệnh. Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 vừa có thông báo thêm thông tin liên quan bệnh nhân COVID-19. Bệnh nhân là nam, có mã số 87109, sinh năm 2001, quê quán thôn 4, xã Giang Hải, huyện Phú Lộc. Ngày 20 tháng 7 năm 2021, lúc 20 giờ 30, bệnh nhân 87109 đi xe máy từ nơi ở là Tân Thới Hóa, Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh về Huế cùng 3 người bạn. Ngày 22 tháng 7 năm 2021, lúc 0 giờ, bệnh nhân cùng 3 người bạn đến địa phận Thừa Thiên Huế và khai báo tại chốt số 5 Lăng Cô. Trong đêm và sáng không đi ra khỏi chốt, toàn bộ 3 người đi cùng ngủ lại trên ghế đợi của chốt số 5. Lúc 12 giờ, được xe ô tô tại chốt chuyển đi cách ly tập trung tại T4. Trên xe có tất cả 15 người.
Đến T4 cũng có 3 người bạn cách ly cùng phòng với bệnh nhân 87109. Tại T4, bệnh nhân 87109 được lấy mẫu xét nghiệm loại gộp 10 cho kết quả dương tính. Ngày 23 tháng 7, Trung tâm Y tế thành phố Huế tiến hành lấy mẫu xét nghiệm test nhanh kháng nguyên cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2 và tiếp tục lấy mẫu PCR để làm xét nghiệm xác định lại. Ngày 24 tháng 7, xác định ca bệnh dương tính với SARS-CoV-2. Hiện đang điều tra xác minh đối tượng tiếp xúc gần gồm 15 F1, chuyển các bệnh đi cách ly y tế để điều trị, tiến hành xử lý môi trường tại các phòng của khu cách ly T4 bằng chloramin B. Thưa quý vị và các bạn, những ngày gần đây, lượng người từ các địa phương phía Nam như thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai về Huế tăng cao. Đây là một trong những yếu tố có nguy cơ cao dễ lây nhiễm dịch bệnh COVID-19 vào địa phương. Tại chốt kiểm soát Lăng Cô, qua sàng lọc khai báo y tế, các lực lượng chức năng cũng đã ghi nhận các ca dương tính với SARS-CoV-2 sau khi đưa vào các khu cách ly tập trung. Thực tế này đòi hỏi lực lượng chức năng phải kiểm soát chặt chẽ để không bỏ lọt các trường hợp nhiễm COVID-19 vào địa bàn tỉnh. Phản ánh của phóng viên Huế Ngày Mới. Khu vực chốt số 5 tại trạm trung chuyển đèo Hải Vân, mỗi ngày có hàng trăm người di chuyển từ các tỉnh phía Nam về Huế bằng xe máy, nhiều nhất là từ thành phố Hồ Chí Minh. Đa số trong họ là những công nhân bị ngừng việc làm nhiều ngày nay, cuộc sống khó khăn nên muốn trở về quê. Lượng người về nhiều gây áp lực kiểm soát cho các lực lượng chức năng. Quân đội công an làm 24/24 nhưng vẫn không thể giải được cho để bà con thỏa lòng theo nguyện vọng để khoảng giữ được cái khoảng cách nhất định vì cái lượng người quá lớn. Xác định những người về từ phía Nam bằng xe máy là người có nguy cơ cao nên Thừa Thiên Huế đã kiểm soát rất chặt chẽ. Tất cả đều phải vào khai báo y tế và được xe chuyên dụng đưa đi cách ly tập trung. Thưa quý vị, những ngày gần đây thì số lượng người về Huế bằng phương tiện xe máy là rất là đông và những người đi xe máy thì sẽ khai báo y tế ở trạm trung chuyển đèo Hải Vân và sẽ được đưa đi cách ly tập trung. Còn đối với những người chỉ đi qua tỉnh Thừa Thiên Huế thì sẽ cũng có một chiếc xe trung chuyển vận chuyển người và phương tiện. Sau khi vận chuyển đi qua hết địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế thì lực lượng chức năng mới trả lại xe để cho những người đó họ tiếp tục cuộc hành trình của mình. Mỗi ngày, chốt kiểm soát số 5 tiếp nhận hàng trăm lượt xe đến đăng ký. Lực lượng chia ra 3 ca túc trực 24/24. Để giảm bớt áp lực làm việc cho các lực lượng kiểm soát, Công an huyện Phú Lộc thực hiện phương án dán phù hiệu nhận dạng cho các phương tiện xe máy tại địa phương. Từ khi mà các cái tuyến xe khách dừng hoạt động thì người dân sinh sống và làm ăn tại tỉnh phía Nam thì họ đi bằng phương tiện xe máy về tỉnh Thừa Thiên Huế thì ở tại vị trí này thì chúng tôi là phân ca kịp là 24/24 để phân công cán bộ chiến sĩ trực đảm bảo và hướng dẫn cho người dân để vào khai báo y tế theo quy định. Với tình hình dịch bệnh phức tạp như hiện nay thì bên cạnh nỗ lực của chính quyền, ý thức của người dân vẫn là yếu tố quan trọng nhất. Thực tế cho thấy, cảnh sát giao thông huyện Phú Lộc cũng đã bắt gặp rất nhiều trường hợp người dân đi bộ theo kiểu trung chuyển để tránh khai báo, tránh cách ly, gây khó khăn cho công tác phòng chống dịch của địa phương. Tại vị trí này thì qua cách làm của chúng tôi thì chúng tôi phát hiện rất nhiều người dân có cái cách đối phó đối với lực lượng chức năng kiểm soát tại các chốt. Đồng thời cũng là các cái phương tiện là không khai báo trung thực là tại các tỉnh mà vùng có dịch về, cứ nói là những địa phương, cho nên chúng tôi là quá xác minh rất là khó khăn trong cái vấn đề này. Chỉ trong một thời gian ngắn, Thừa Thiên Huế đã ghi nhận một số trường hợp nhiễm SARS-CoV-2 là những người về từ phía Nam bằng xe máy. Tuy nhiên, tất cả đều được phát hiện trong khu cách ly nên dịch bệnh vẫn được kiểm soát. Nhu cầu về Huế thời gian tới chắc chắn sẽ còn tăng. Mỗi người cần nâng cao ý thức, thực hiện đầy đủ các thủ tục khai báo y tế trung thực để hạn chế lây lan dịch ra cộng đồng. Thưa quý vị và các bạn, chưa bao giờ tình yêu thương sẽ chia với những khó khăn của tâm dịch thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam được người dân Thừa Thiên Huế hướng về. Không chỉ có đội ngũ tình nguyện của ngành y tế đến hỗ trợ chi viện cứu bệnh nhân nặng mắc COVID-19, mà hàng ngàn tấn quà là nhu yếu phẩm cũng được trao gửi với tất cả tấm lòng và tình yêu thương sẻ chia với người dân miền Nam và thành phố Hồ Chí Minh. Ghi nhận của phóng viên Huế Ngày Mới tại huyện Phú Lộc. Mặc dù đã nghỉ hưu, nhưng khi nghe tin ngành giáo dục huyện phát động phong trào ủng hộ cho đồng bào đang bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, cô Xoa cùng với nhiều cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trong ngành giáo dục và đào tạo Phú Lộc lại nhiệt tình tham gia. Những món ăn đơn sơ nhưng chứa đựng tình cảm của nghĩa tình đồng bào. Tôi rất là xúc động và cũng muốn đóng góp một phần nhỏ để cùng với
những cái giáo viên trong cái huyện nhà, mong nhân dân của xã Lộc Thủy nói riêng và nhân dân thành phố Hồ Chí Minh nói chung cố gắng vượt qua đại dịch. Khu bếp ăn trường tiểu học số 1 Lộc Trì những ngày nay rộn ràng hoạt động. Chị em phụ nữ, người băm xả, người rang lạc, người chiên cá, người đóng hộp. Nắng nóng nhưng ai cũng làm việc rất khẩn trương với hy vọng những món ăn chống dịch kịp chuyển vào hỗ trợ cho những giáo viên, nhân viên và những hoàn cảnh khó khăn của xã Lộc Thủy đang thực hiện giãn cách và cả người dân thành phố Hồ Chí Minh đang gồng mình chống dịch. Mỗi giáo viên nơi đây, người góp công, người góp của, người góp nguyên vật liệu. Họ làm ra những mẻ ruột xả, cả cơm rim, huyết khô, mắm dưa, thơm ngon, đóng gói, đưa lên xe gửi vào thành phố Hồ Chí Minh với tất cả tấm lòng, gửi vào giúp đỡ bà con vùng dịch. Chúng tôi đã gấp rút trong gần một tuần nay để tạo ra những sản phẩm như là muối xả, mắm tôm, mắm dưa trong thời gian sớm nhất để giúp cho những cái gia đình ảnh hưởng trong thời gian Covid. Khi mà phát động phong trào thì cán bộ giáo viên cũng như là nhân viên rất là hào hứng, và người thì góp tiền, người thì góp quà, và cũng một số người là góp sức. Chúng tôi cùng đồng tâm hiệp lực và hôm nay là tập trung vào đây gần 100 người, và chúng tôi cũng đã huy động khoảng hơn 70 triệu đồng, trong đó là 20 triệu đồng dành cho phần quà cho Lộc Thủy và 50 triệu đồng là chúng tôi dành những phần quà cho thành phố Hồ Chí Minh. Những phần quà tuy không lớn nhưng thể hiện tình cảm, sự chia sẻ của cộng đồng, của người dân Phú Lộc đến với người dân thành phố Hồ Chí Minh. Những chuyến xe chở nghĩa tình vào miền Nam thể hiện tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái. Đó là sự ấm áp bởi tình ruột thịt, nghĩa đồng bào lan tỏa giữa đại dịch COVID-19. Thưa quý vị và các bạn, chăn nuôi là ngành góp phần giải quyết việc làm, tăng thu nhập và là cơ hội làm giàu cho nông dân, giảm dần chăn nuôi lợn nhỏ lẻ và phân tán, chuyển sang chăn nuôi tập trung theo hướng hữu cơ, an toàn sinh học, sản xuất theo chuỗi giá trị đã được huyện Phong Điền hướng đến, vừa nâng cao hiệu quả kinh tế, vừa thân thiện với môi trường. Việc ứng dụng đệm lót sinh học trong chăn nuôi lợn được nhiều hộ nông dân ở các địa phương của huyện Phong Điền áp dụng. Biện pháp này góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường do chất thải vật nuôi gây ra, vì đệm lót sinh học giúp tiêu hủy mùi hôi của chất thải chăn nuôi khi độc trong chuồng, tạo môi trường sống tốt cho con người và vật nuôi. Đệm lót được làm từ vật liệu rẻ tiền có sẵn như trấu, mùn cưa nên có mức đầu tư thấp. Theo nhiều hộ chăn nuôi, việc sử dụng đệm lót sinh học giúp giảm công dọn chuồng, giảm đáng kể mùi hôi, cải thiện được môi trường cho hộ chăn nuôi và cộng đồng, gia súc, gia cầm khỏe hơn và giảm bệnh tật. Ông Nguyễn Phất Lịch, thôn Trạch Hữu, xã Phong Thu chia sẻ, kinh nghiệm qua một số năm chăn nuôi lợn tập trung sử dụng đệm sinh học và thực hiện theo mô hình hữu cơ sinh học được liên kết với tập đoàn Quế Lâm mang lại hiệu quả kinh tế cao và nhất là giảm thiểu ô nhiễm môi trường khu dân cư. Vì thế, đến hiện tại, ông đã nuôi được 10 con lợn nái và 200 lợn thịt theo hướng hữu cơ sinh học, an toàn và thân thiện với môi trường. Thân thiện với môi trường là có mấy cái việc. Cái thứ nhất là chăn nuôi lợn là không phải tắm, không có dồi đuồng, nên không có cái nước thải. Thứ hai là có sử dụng cái men vi sinh trong thức ăn và xử lý là phân bón nên không có cái mùi hôi, có cái đệm lót sinh học. Thứ ba nữa là vấn đề cái tất cả rác thải của lợn ra thì chúng tôi đều sử dụng để bón cho cây trồng theo cái sản xuất nông nghiệp tuần hoàn, cái chỗ nó thân thiện môi trường. Phong Điền là một trong những địa phương có thế mạnh về chăn nuôi lợn và trồng trọt trong cả tỉnh. Hiện trên địa bàn đang có các tập đoàn doanh nghiệp nuôi lợn lớn và một số cơ sở hộ cá thể có liên kết với các tập đoàn doanh nghiệp để chăn nuôi theo yêu cầu được bao tiêu đầu ra. Còn lại, đa số đang chăn nuôi nhỏ lẻ theo hộ gia đình, chưa đảm bảo môi trường, thiếu tính bền vững. Trong quá trình phát triển của ngành chăn nuôi sẽ khó để cạnh tranh, tạo niềm tin cho người tiêu dùng. Nhận thấy những hạn chế và mục tiêu hướng đến một ngành chăn nuôi lợn bền vững có quy mô, Ủy ban nhân dân huyện đã tham mưu và đã được Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quyết định phê duyệt đề án chăn nuôi lợn tập trung kết hợp với trồng trọt theo hướng an toàn sinh học ở huyện giai đoạn 2021-2025. Ủy ban nhân dân huyện Phong Điền cho biết, để đạt được những mục tiêu trên,
hàng loạt giải pháp được đặt ra như tuyên truyền, vận động những người dân thay đổi nhận thức trong chăn nuôi, quy hoạch lại vùng nuôi có tính bài bản, hiệu quả trong quản lý, tái đàn lợn nhanh và an toàn. Bên cạnh đó, tổ chức sản xuất, giám sát chăn nuôi, bảo vệ môi trường và phòng chống dịch bệnh khi quy mô nuôi được mở rộng. Trên cơ sở cái thì đề án của trước khi mà xây dựng đề án á, thì huyện cũng đã có thông báo cho người dân và hiện nay cũng đã có hơn 200 người hộ dân đăng ký tham gia các cái mô hình này. Thì huyện thì đang xây dựng các cái đề án, các dự án để hỗ trợ cho người dân liên quan tới vấn đề đầu tư hạ tầng giao thông và cung cấp điện nước đến các cái khu vực trang trại chăn nuôi tập trung này. Việc áp dụng những mô hình giải pháp xử lý chất thải trong chăn nuôi nhằm khắc phục và hạn chế những vấn đề ô nhiễm môi trường là điều cần thiết. Do đó, thực hiện mô hình nuôi an toàn sinh học không chỉ dừng lại ở việc bảo vệ môi trường mà còn giúp nông dân khai thác những lợi ích thiết thực, áp dụng vào những mô hình sản xuất mới hiệu quả, góp phần thực hiện thành công chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới ở địa phương. Sáng qua, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn phát động chiến dịch thanh niên tình nguyện hè 2024 với nhiều hoạt động sôi nổi, thiết thực hướng về cộng đồng, chúng ta xây dựng môi trường sống xanh. Hơn 230 đoàn viên thanh niên, cán bộ và nhân dân đã cùng hưởng ứng hoạt động trồng cây xanh và ra quân vệ sinh môi trường tại đập Hòa Duân, xã Phú Thuận, huyện Phú Vang và các tuyến đường nội thị của phường Thuận An, thành phố Huế. Cụ thể, các đoàn viên thanh niên đã tham gia trồng 800 cây sao đen, 30 cây phượng và 30 cây viết tại khuôn viên sân trường của trường Trung học cơ sở Phú Thuận, huyện Phú Vang, tạo cảnh quan môi trường, góp phần phòng chống biến đổi khí hậu. Cùng trong sáng nay, lực lượng đoàn viên thanh niên đã ra quân phát hơn 1.200 tờ rơi tuyên truyền về bảo vệ môi trường và chống rác thải nhựa tại cộng đồng dân cư và các chợ dân sinh trên địa bàn phường Thuận An, thành phố Huế. Đây là những hoạt động mở đầu cho chuỗi hoạt động của chiến dịch thanh niên tình nguyện hè sẽ được tiếp tục triển khai trong thời gian tới. Còn bây giờ như thường lệ, kết thúc chương trình Huế ngày mới sáng nay là những thông tin về thời tiết trong ngày cuối tuần. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Tại Thừa Thiên Huế, do ảnh hưởng của rìa nam rãnh thấp đối với áp thấp nhiệt đới trên biển Đông, gió tây nam hoạt động trung bình đến mạnh, nên mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, trưa chiều trời nắng. Nhiệt độ chớp động từ 34 đến 35 độ, độ ẩm từ 75 đến 80%. Các huyện Phong Điền, Quảng Điền và thị xã Hương Trà 27 đến 35 độ, thành phố Huế 27 đến 35 độ, Phú Vang, Phú Lộc và thị xã Hương Thủy 27 đến 35 độ, A Lưới 23 đến 30 độ, Nam Đông 26 đến 35 độ. Cảnh báo nguy cơ xảy ra cháy rừng ở Thừa Thiên Huế, vùng Nam Đông và A Lưới cấp 2, cả nơi khác trong tỉnh cấp 5, cấp cực kỳ nguy hiểm. Thời tiết biển có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nam đến tây nam cấp 4 cấp 5, sóng biển cao từ 0,5 đến 1,5 m.